ty cổ phần tư vấn đầu tư Tuấn Văn, Tuvaco, hân hạnh kính chào quý khách. Tự hào là doanh nghiệp uy tín đạt chuẩn chất lượng hàng đầu tại Hồ Chí Minh, Tuvaco ra đời với sứ mệnh mang đến giải pháp tối ưu về công nghệ với các nguồn năng lượng xanh sạch, góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ sự sống trên trái đất. Tuấn Văn Chuyên sản xuất lắp ráp các dòng sản phẩm quạt trần trang trí tiết kiệm năng lượng mang thương hiệu Việt. Tuvaco còn phát triển các sản phẩm tiết kiệm điện như đèn LED công nghiệp, LED dân dụng, đèn LED năng lượng mặt trời. Camera giám sát và thiết bị nhà thông minh. Thiết bị điện nhẹ, hệ thống loa âm thanh. Tổng đài IP. Khả kết nối mở rộng. Và thiết bị mạng. Các sản phẩm áp dụng cho nhà ở, khách sạn, trường học, căn hộ, cao ốc, resort, công viên, đại lý điện chiếu sáng cùng toàn thể khách hàng trên toàn quốc. Với phương châm uy tín, chất lượng, bền vững, giá cả cạnh tranh cùng những sản phẩm mang thương hiệu nhận diện G-Line, đèn LED chiếu sáng, dòng sản phẩm đèn LED chiếu sáng sử dụng chip chất lượng cao. Trong các loại đèn thì đèn LED là loại đèn tiêu thụ năng lượng ít nhất và có tuổi thọ cao nhất. Chất lượng ánh sáng ổn định, thân thiện môi trường. Đèn LED là giải pháp tối ưu cho việc lựa chọn thiết bị chiếu sáng cho không gian sống và làm việc của bạn. G-Win, quạt trần trang trí. Dòng sản phẩm quạt trang trí sang trọng, cao cấp. Sản phẩm có độ bền cao và thời gian bảo hành lên đến 10 năm. Quạt trần kết hợp với đèn trang trí ngoài chức năng làm mát còn mang đến vẻ đẹp tinh tế, sang trọng cho nội thất kiến trúc của bạn. G-Solar, đèn năng lượng mặt trời. Dòng sản phẩm thiết bị đèn sử dụng năng lượng mặt trời, sản phẩm sử dụng năng lượng sạch theo xu hướng sinh thái của thế giới, bảo vệ môi trường và tiết kiệm điện năng. Đèn năng lượng mặt trời còn có độ bền cao, giảm thiểu chi phí về lâu dài với hiệu năng ánh sáng ưu việt. Từng bước một, quá trình xây dựng thương hiệu được tập trung chú trọng ở khâu dịch vụ sau bán hàng nhằm xây dựng lòng tin với khách ngay từ đầu. Và sau nhiều năm phấn đấu, bền bỉ xây dựng uy tín, hiện nay Tuvaco đã trở thành một biểu tượng lớn trong ngành điện trang trí, điện thông minh tại Hồ Chí Minh và trên cả nước. Vì chúng tôi đã làm được một điều, xây dựng một quy trình khép kín liên quan đến sản phẩm của mình. Từ khâu bán đa sản phẩm, bảo hành sản phẩm, tư vấn dịch vụ, chăm sóc khách hàng. Trên cơ sở nền tảng là một nhà phân phối đèn LED chiếu sáng trên toàn quốc và có uy tín tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhận thấy có nhiều cơ hội phát triển trong thị trường đèn LED, công ty Tuấn Văn đã mạnh dạn đầu tư nhà máy sản xuất lắp ráp trên diện tích 10.000 m2 cùng dây chuyền máy móc hiện đại gồm 3 dây chuyền lắp ráp đèn LED năng lượng mặt trời, 3 dây chuyền lắp ráp đèn pha, 2 dây chuyền lắp ráp đèn LED dân dụng và 3 dây chuyền sản xuất quạt trần trang trí cao cấp. Đây là bước ngoặt đánh dấu sự chuyển mình của Tuvaco nhằm chiếm lĩnh thị trường đèn LED trong nước cũng như ước mơ vươn ra thị trường quốc tế. Với tầm nhìn dài hạn và quan điểm phát triển bền vững, hoạt động dựa trên 5 tiêu chí: đức, tâm, tầm, tín, lực. Những người lãnh đạo Tuvaco luôn tập trung đào tạo phát triển, chuyên nghiệp hóa kỹ năng tay nghề của đội ngũ nhân viên, cũng như các lớp đào tạo chăm sóc khách hàng với tôn chỉ. Niềm tin của khách hàng là tài sản lớn nhất của chúng tôi. Bằng những nỗ lực hết mình suốt nhiều năm qua, Tuấn Văn đã nhanh chóng khẳng định vị thế, nâng cao uy tín, thể hiện rõ trách nhiệm của một doanh nghiệp lớn tại Việt Nam. Và sự vất vả nào rồi cũng được đền đáp xứng đáng. Ngày 7 tháng 10 năm 2017, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Tuấn Văn vinh dự là một trong các đơn vị đại diện cho 100 doanh nghiệp nhận giải thưởng Thương hiệu vàng hội nhập châu Á-Thái Bình Dương năm 2017 do Tạp chí Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, Vinabra và Mạng Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam phối hợp thực hiện.
Giải thưởng là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể và lãnh đạo công ty Tuvaco. Trong thời kỳ hội nhập 4.0 và phát triển, Tuvaco mong muốn nhận được sự hợp tác chặt chẽ với các đối tác, sự quan tâm hơn nữa từ khách hàng đối tác để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, qua đó tạo nên sức cạnh tranh và hòa nhập với sự phát triển của kinh tế cả nước đang trên đà phát triển. Và hơn hết, chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ, từ khâu bán hàng, dịch vụ, chăm sóc khách hàng, để đáp lại sự tin yêu của người tiêu dùng khi đến với thương hiệu Việt Tuvaco. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Tuấn Văn, địa chỉ 220-36-8, đường số 10, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, nhà máy 1-123E Ấp Đình, Tân Xuân, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, hotline 0911-616-365, 0909-665-586, website tuvaco.vn. Tuvaco, giải pháp xanh cho nguồn sống an lành.